Với mục tiêu nâng cao trải nghiệm giao dịch, mở rộng cơ hội đầu tư cho tất cả mọi người, VPS đã tiên phong phát triển tính năng đặt lệnh FS trên hệ thống giao dịch VPS Smart One. Đặt lệnh FS là tính năng cho phép nhà đầu tư có thể giao dịch với số vốn bất kỳ, mua bán cổ phiếu lẻ tới nhiều chữ số thập phân. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư có thể dễ dàng đa dạng hóa danh mục mà vẫn được hưởng mọi quyền lợi về cổ tức, chênh lệch giá cổ phiếu như đầu tư thông thường. Các nhà đầu tư có thể dễ dàng đặt lệnh FS ngay trên hệ thống giao dịch VPS Smart One, bao gồm nền tảng website và ứng dụng trên điện thoại, với các thao tác tương tự như đặt lệnh thường. Để giao dịch mua hoặc bán cổ phiếu với tính năng đặt lệnh FS, nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán cơ sở trên VPS Smart One. Sau khi đăng nhập VPS Smart One, quý khách vào mục cổ phiếu, chọn lệnh mua để bắt đầu giao dịch mua cổ phiếu. Tại màn hình đặt lệnh, quý khách có thể lựa chọn đặt lệnh theo giá trị hoặc theo khối lượng. Đặc biệt, VPS là công ty đầu tiên trên thị trường cho phép khách hàng đặt lệnh theo giá trị mong muốn, giúp các nhà đầu tư có thêm linh hoạt lựa chọn đầu tư theo kế hoạch tài chính mà không phải quan tâm về việc khối lượng giao dịch theo quy định của từng sàn. Khi điền số vốn đầu tư, hệ thống sẽ tự động tính toán khối lượng tương ứng. Sau khi kiểm tra lại thông tin đặt lệnh theo lệnh thường và lệnh FS, quý khách chọn xác nhận đặt lệnh. Với khối lượng lớn hơn 100 cổ phiếu trên HSX và lớn hơn 1 cổ phiếu trên HNX, Upcom, hệ thống sẽ tự động phân bổ, ưu tiên khớp theo số lô quy định của từng sàn. Còn phần không đủ chẵn lô sẽ được hệ thống gom đủ và khớp theo lệnh FS. Đối với giao dịch bán cổ phiếu theo lệnh FS, quý khách cũng vào mục cổ phiếu và chọn lệnh bán. Tại màn hình đặt lệnh, quý khách lựa chọn loại lệnh FS. Tại đây, quý khách hàng cũng có thể tùy chọn bán cổ phiếu FS theo khối lượng hoặc theo giá trị mong muốn. Khi điền thông tin giá trị mong muốn bán, hệ thống tự động tính toán khối lượng tương ứng. Lệnh bán cổ phiếu FS sẽ khớp theo giá thị trường. Sau khi kiểm tra lại thông tin đặt lệnh, quý khách ấn xác nhận đặt lệnh. Trên màn hình đặt lệnh, nhà đầu tư có thể chọn biểu tượng cài đặt ở góc trên cùng bên phải để bật hoặc tắt màn hình xác nhận lệnh. Quý khách lưu ý, lệnh FS chỉ thực hiện mua bán cổ phiếu trong phiên khớp lệnh liên tục. Lệnh FS sẽ khớp theo giá thị trường, chỉ có thể hủy lệnh FS, không thể chỉnh sửa. Nếu muốn kiểm tra trạng thái lệnh FS, nhà đầu tư có thể làm theo hai cách. Cách 1, tại mục cổ phiếu, ấn vào sổ lệnh. Màn hình sẽ hiển thị các lệnh trong ngày bao gồm cả lệnh thường và lệnh FS. Từ đây, có thể dễ dàng nhìn thấy trạng thái của lệnh FS. Cách 2, cũng trong phần sổ lệnh, nhà đầu tư ấn vào lịch sử lệnh, rồi chọn thông tin cần tìm kiếm trong bộ lọc tìm kiếm. Để tra cứu số dư, nhà đầu tư vào mục cổ phiếu, sau đó vào danh mục, chọn tài sản. Tất cả các thông tin tổng quan danh mục, số dư tiền và số dư chứng khoán sẽ được hiển thị ở đây. Các mã chứng khoán có chữ FS ở bên dưới là mã được giao dịch theo lệnh này. Trên phiên bản web của VPS Smart One, đặt lệnh FS có thao tác tương tự. Chỉ với các thao tác đơn giản trên, tính năng đặt lệnh FS sẽ là một công cụ hiệu quả dành cho mọi nhà đầu tư. Chúc các nhà đầu tư giao dịch thành công với lệnh FS.